Chào tất cả các bác nhé. Đang là mùa cây thuốc lá ở trên vùng Bắc Sơn, Lạng Sơn. Ruộng trồng ra trồng thuốc lá các bác này. Hôm nay con nhận được một câu hỏi qua Zalo của một bác ở Bắc Giang. Bác quan tâm đến ý triệu chứng khi bị ngứa khi tiếp xúc với cây sơn ấy. Cây sơn hôm trước con đã chia sẻ cho bác cái bài thuốc chữa vẩy nến. Người ta dùng cái vỏ cây sơn. Thì một bác thắc mắc là khi lấy sơn như vậy thì ngứa như vậy thì làm sao mà lấy được đấy. Và nếu bị ngứa thì dùng cái phương pháp nào để điều trị. Một video ngắn buổi chiều tranh thủ cũng chia sẻ luôn cho các bác. Thưa bác, là cái cây sơn ấy là một cái thuốc rất là hay điều trị bệnh ngoài da. Tuy nhiên khi tiếp xúc gần với loại cây này thì một số người nếu hợp, tức là một số người mà bị có thể bị dị ứng ấy, thì có thể là bị cái chất độc của cái sơn đó làm cho mẩn ngứa, bỏng rộp rồi dị ứng mà có thể mất hàng tuần mới khỏi được. Thì do vậy là không phải ai người ta cũng có thể là bị cái sơn nó ăn. Đấy, do vậy người ta mới có câu đó là sơn ăn tùy mặt. Đấy. Thì những ai mà người ta đi lấy cái sơn ấy về làm thuốc thì thường những người đó người ta không hợp. Không hợp thì sẽ không bị ăn. Đấy, người ta sẽ không bị ngứa. Câu hỏi thứ hai đó là khi bị sơn ăn thì phương pháp nào điều trị? Thì hôm trước Quân đã chia sẻ cho các bác một số kinh nghiệm. Thì hôm nay Quân tổng hợp lại. Có một số phương pháp này các bác phải lưu ý, ghi nhớ vào để khi nào mà đi rừng vô tình gần đến cái sơn mà bị nó ăn ấy, thì các bác có thể là áp dụng để điều trị này. Thứ nhất, các bác có thể dùng cái lá của cái rau dền. Lá cái rau dền kết hợp một ít lá hoặc là quả của cây khế, quả khế đấy. Đấy, nếu không quả khế thì lấy lá khế cũng được. Hai thứ, mỗi thứ một nắm, giã nát, sau đó là cho thêm một ít muối vào. Đấy, lấy nước cốt đó trà lên nơi bị bỏng rộp, bị dị ứng do sơn ăn. Đấy là kinh nghiệm thứ nhất. Kinh nghiệm thứ hai mà nhiều người áp dụng đó là khi chuẩn bị luộc gà, làm lông con gà đấy, thì các bác rửa sạch cái lông của con gà đi. Sau đó là khi nhúng vào cái nước sôi để cho chúng ta chuẩn bị vặt lông ấy, khi bỏ con gà ra thì lấy cái nước đó pha thêm một ít muối và cho thêm ít nước vào để tắm. Đấy, đấy là cái phương pháp thứ hai. Phương pháp thứ ba nữa đó là dùng cái cây này, qua đây, đây, đấy, cây này. Các bác biết cái gì không ạ? Cây thuốc rất là hay, chữa bệnh gan rất tốt. Cây kia khá là cao, do vậy các bác không hình dung ra được. Còn đây là cây thấp hơn các bác này. Cây này có quả ăn rất là ngon. Có thể làm lộm được mà có thể là xào được. Cây núc nác. Đấy. Hay người ta gọi là vị thuốc Nam Hoàng Bá. Cái vỏ nó là một cái vị thuốc chữa bệnh gan rất là hay, tốt cho gan. Xin chia sẻ cho bác một kinh nghiệm thứ ba nữa trong cái bài thuốc, đó là điều trị trong hợp bị sơn ăn. Đó là các bác lấy cái vỏ cây này nhá. Lấy cái vỏ của cây núc nác này về, các bác thái mỏng ra. Sau đó các bác sắc đặc, có thể nấu thành cao được mà cũng có thể là sắc thật đặc và lấy cái nước đó uống một ngụm. Đấy, còn lại là cái phần nước cốt đó các bác bôi lên cái vết thương. Đấy, kinh nghiệm thứ ba để điều trị trong trường hợp bị sơn ăn. Đây chính là cây núc nác. Cây này thì bé chưa ra quả các bạn. Bên kia có một cây nữa kìa. Cái lá cái này nó hơi vị hơi đắng. Và khi vỏ nó có chất nhớt. Đây các bác, Quân đã bẻ được một cành của cây núc nác gọi là Nam Hoàng Bá. Một video ngắn chia sẻ cho bác một vài kinh nghiệm trong trường hợp bị sơn ăn, sơn lở ngứa. Cái sơn là một cái cây có độc như Quân đã nói từ phần đầu video. Thì đây là một trong những vị thuốc rất là hay điều trị những chứng bệnh ngoài da rất là tuyệt vời. Trong đó là có bệnh vẩy nến toàn thân. Bác nào đang bị chứng bệnh vẩy nến
mà đã điều trị ở nhiều nơi không khỏi thì các bác có thể tham khảo một video Quân đã chia sẻ kinh nghiệm công dụng điều trị vẩy nến của cây sơn. Các bác có thể tham khảo đường link bên dưới Quân để ở phần mô tả các bác nhé. Quân xin dừng video đây. Xin chào bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Quân.